tôi về Kiến Thụy sau nhiều năm xa. Bao ngày bôn ba từng đêm mong nhớ, núi đôi chờ tôi nghiêng mình soi bóng. Dòng sông Đa Độ vẫn nặng phù sa, núi đôi là cha sông đã như mẹ, ôm con vào lòng từ thuở con thơ. Cánh đồng mùa vàng vẫn để trong mơ, bóng mẹ cong lưng vai gầy ướt áo. Nhớ tiếng diều ví vu đêm nào trăng hội, vẫn vương trong lòng không thể nào quên. Đi xa chăm lo xanh má, dòng sông Đa xanh má, quê hương tôi, quê hương tôi, những cánh đồng bát ngát. Anh sẽ cùng em đôi ta vang dòng hát về thăm vương triều nhà Mạc vang danh. Tân Phong anh dũng về cha phương anh hùng. Xuân đang đổi mới về Kiến Thụy hôm nay, những tâm hồn phơi phới gom sức dựng xây quê hương thay màu áo mới, nặng nghĩa ân tình con người quê tôi. Đi xa trong lối nay con lại về. Chiều nhà Mạc vang danh, Tân Phong anh dũng về cha phương anh hùng. Quê hương tôi mùa xuân đang đổi mới về Kiến Thụy hôm nay, những tâm hồn phơi phới gom sức dựng xây quê hương thay màu áo mới, nặng nghĩa ân tình con người quê tôi. Đi xa trong lối nay con lại về, quê hương yêu dấu Kiến Thụy. Quá. Không gì à? Sao? Và với ông Hải, với ông Hải, cháu này đang gặp một chút vấn đề về chấn thương nên muốn đến ba hàng giờ đột xử chân cho chú bột này. Thì anh đã phải nhận một thẻ vàng. Đi ghép vào. Đi ghép vào.
Ừ. Rồi. Sẽ không thể thiếu ở trận đấu tiếp theo. Và đó là một trong lý do mà trận này Tiến và Hàng Sơ bán ngưỡng bài cất giữ Hoàng Đức đúng mặt tựa. Rất là hẳn. Khi mình lấy thằng cái là bà ấy biết. Xong rồi lúc mà chị đi đi lúc nào không đi được nữa thì thôi. Đi được cái cứ đi. Cứ ai làm, chẳng qua làm. Cậu lên ngồi lấy về mà làm. Đang gọi nè. Quay. Đâu gọi là nâu chùi các thứ ở trên đấy thì cho nó sạch đi. Không nào là trong cái nâu. Nó bụi ở đây, nó bụi lắm. Thế à, ta chưa? Ngoài đây thì các bạn đi. Không điên quan. Chịp gì chết ở đây nói cái gì đây? Được. Anh giấu tí. Đây cửa khẩu quốc tế một cái này. Đây. Cái này này. Kiểm soát biên phòng. Lôi tên lợt nặng quá. Thì có kịp làm gì đâu, có kịp đánh đúng gì đâu. Đấy. Cứ con thằng kia. Ông Khiêm không vào. Ông Khiêm không vào. Vincom Barara. Ông ai hỏi ông dạy ông. Ông dạy ông sao? À, ông sao? Ông chạy ra ngoài cửa đi mổ xem mà. Nhiều nhiều vào. Ở đây là ông Hàn Quốc trong ông này Trung Quốc. Chặt cho cháu lên đây. Cứ đi làm nhiều tiền lần xong. Xì là. Không phải rất không cần phải mua. Cameraman là cái gì? Là người quay phim chụp ảnh. Còn kia là TikToker, là người xây dựng nội dung ở trên TikTok. Có gì chị? Không phải ai cũng có đâu. Đây. Hạt gọi rồi đây. Quay anh thấy. Vào đây xem, vào đây đẹp lắm. Đây. Đó, đẹp chưa? Đẹp nhỉ? Quay đi. Cô kia lại không biết tiếng nữa thì được. Chúng ta để yêu yêu
这个是给。 cái hồng đẹp đứng đứng qua đi hạt đứng qua đi đứng qua cái hồng quá đẹp cô bên chồng mình là cô đấy đi về đi về thăm non bà anh thì trước nhà mình ở đó mình vào trong kia đấy mà mình bé nó có nghe đâu mà khéo lịnh trẻ con nó nghe đấy. Ok, ra biển để đi, ra biển chụp ảnh đi. Biển bên này là của mình, bờ biển bên kia là của nó. Dì La chụp cho dì hạt, à đang quay à? Ôi, để đứng đẹp ấy, cơm này còn tạo dáng nữa. Chúc cuộc ở bên đây đây. Thank you.
động móng cái lên lên nhìn cầm máu lên. Vào kia tí rồi về đi, muộn. Hả? Đây, có máy mổ bộ. Ha, chụp cho bà ha. Rồi nó chuyển sang cho. Cười tươi lên, cười tươi. Cứ cười tươi lên. Quay đấy rồi. Cứ nhìn máy thôi kìa, nhìn máy thôi, cười tươi lên. Ok. Được rồi. Thế là đẹp rồi. Ok. Subit. Rồi chết rồi, chạy rồi. Đi đâu kia? Kéo đi, bà đang quay cho bà Hạt nó kéo lấy cái Sa Vĩ địa đầu Tổ quốc đấy, rung to. Hả? Được. Cái bãi này có tắm được không? Bãi tắm mà. Tắm bãi này chắc cũng đông đấy không nhỉ? Đông bãi đó, nó cứ đều đều. Nước lên lên này. Đang xịt. Đây là nước này lên đất lên tận bờ đây. À. Nước này nước xanh hay nước trong. Chỉ nước đỏ. Không, xanh. Chỉ đỏ, nước trong. Chỉ có xanh. Xanh. Không có đỏ. Xanh gì? Có mỗi nước sơn. Nước đồ sơn đấy đục. Sơn bản Nam. Đục. Các bà thì cắt bà xanh trong vắt luôn. Cắt bà đấy. Sao ở xanh trong ở đồ sơn nó nước ở đâu nó về mà nước đục thế, nước đỏ ta nó kiểu nó xanh lên. Nó cửa sông đổ ra. Nhảy luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sướng nhỉ? Đấy thế, sướng. Xe ô tô kìa. Đông á.
một lần. Bó thích bó. Chu ngồi chơi nào, cẩn thận đi. Đấy chứ cháu. Nó lọt đấy nhá, nó lọt qua đấy nhưng mà xuống này không mò được chết đi hả? Gọi ra thôi. Thank you.
à? Hơn mẹ. Em về lên theo 1 giờ. Nước nước nhanh thôi, chúng mày tranh thủ vào chụp ảnh đi. Về làm một cái album ảnh. Ha. À. Kỷ niệm chuyến đầu tiên về Việt Nam. Tại người ta rước tượng hay là gì đấy chứ? Trước mình đến ở đây là nó có bờ bao cao ở đây này, không đá như này, phá giờ phá bờ bao đi rồi. Bao ngoài biển đây mà. Ngồi đi. Nắng cổ sưng như này, đai mũ đây, giá mũ này. Mình quên mình vất mũ nhà. Mình có đó. Thôi tiếp. Má bài gửi lên, gửi ai cầm lên đi. Mở ra, xuân kìa. Thank you.
Cho mẫu cho nó xem. Đúng rồi, đưa mẫu cho nó xem.
Hai kêu ầm ầm. Chuyên môn mới xếp được.
người lớn. Thôi con này để trên kia cũng được. Ba lô vào đấy. Con thấy không có được. Đây cho cái ba lô đây anh ơi, cho cái ba lô này vào con. Cái này là đồ cái xe đấy, bị sốt nó ngã. Còn đồ khô thì còn đồ khô thôi, đồ khô nghiêng thoải mái. Thùng này có cho được không? Vâng, cho lên xe. Ok. Đấy, được rồi. Con này cái này chờ để lên trên ghế. Đi đây, ông ấy đi đây. Rồi.